mặc áo quá, tôi áo với con, tôi nghĩ ơi lên kết nối. Ta nói chào ơi, gặp ông Phạm đi, sao bà bạn này lên nữa, tại người ta bỏ mình ta đi tu. Khổ quá trời luôn, người ta kêu nói sao nói theo. Dạ, là ông dặn ha, ông dặn. Ông dặn, ông nói theo ông đi, bà nói gì là ta ghét bà. Mà ghét gì tôi đâu có biết gì đâu mà ghét. Đi làm thành phố gì gọi kìa, mặn bò một keo đem lời cho tôi luôn. Dạ. Tôi nói không sao không ăn, ôi cho bà luôn. Rồi đó tôi về Bạc Liêu á. Ủa mà tự nhiên mấy triệu tôi mua nè, não cạo dừa tôi mua, thao mua chén mua đủ thứ hết á. Dạ. Không có đâu có gì đâu, ăn vô là biết rồi, chén dạ. Nồi đâu có tôi mua nóc xe đáp bự nữa, tôi nói để nấu cháo nấu gì ăn để Tết, ai ngờ đâu vậy, tôi mua tiền tôi không đó. Mà con cái ta không biết sao nó kêu tu, tôi nói tu rồi giờ tôi không biết đi đâu nữa, dạ. Kêu tôi đi tu luôn, tôi nói tôi không có biết tu gì đâu. Đó. Rồi sáng lại chở tôi. Ông dạy tôi nói sao sao tôi cũng nói theo ổng á. Tôi đâu có dám nói gì đâu. Ông nói để về nhà con đi, lâu lâu ổng gửi tiền 1 triệu, 2 triệu cho uống cà phê. Rồi như vậy đó cô. Dạ, bây giờ mình quyết định sao cô? Bây giờ tôi về quê. Về quê ha. Bây giờ là không lấy chồng nữa ha. Không, không lấy đâu, mắc cỡ quá. Dạ. Thì thôi giờ con cũng là mong lệnh đóng kết nối với lậu cô đâu ở đâu ôi lưới có té thì mọi kết nối cho té có té hay thẻ thì ơi đi về rồi đi nhà chị hai mẹ ở thì vô áo khô anh mà nhà trọ ơi nó thì mọi nấu nã hai chó con ngày cùng vậy tào lao nó la tôi nó nói đi gắn đi kiếm chỗ thành phố làm để kiếm làm, người ta nói đi tu rồi thấy mình ở đó, ông ngồi trong mận, ông nằm, ông nghỉ, không có vô nhà, mình thấy chắc thôi mình ăn của ông rồi để đi dưỡng già, đi đi kiếm chỗ làm. Có khi nào ông kiếm cớ gì không? Ông có... Vậy là ông... Sấy! Chán cơm, chán phở rồi. Hai lão mẹ cùng vậy chở, nấu ăn, nấu lại kết nối cho cậu tướng á. Hay nấu cô mới nấu lại ngã nó nghe mà đen nó lạnh cái ô tô tét rồi cầm lên tiếp nói cô Minh Thư rồi cho Minh Thư cho về quê rồi nói vậy đây mà tắt đi quê. Thôi nghỉ đi tôi nói nghỉ lấy chồng lấy gì đi không hạnh phúc đâu nghỉ thôi tao mắc cỡ tao muốn chết rồi đi ở đi đi về ở quét nhà dọn cho chị hai mày đi dạ bây giờ vậy nè cô ơi dạ. Giờ mình cũng lớn tuổi rồi, bây giờ ở với con cháu đi. Ở với con cháu rồi, mắc cỡ quá. Dạ, dạ. Bây giờ là cô đừng có lên kết nối nữa. Thôi lên rồi, nghỉ rồi, tôi mắc cỡ muốn chết rồi. Dạ. Giờ tụi con cũng không dám kết nối cho cô đâu. Dạ, mắc cỡ quá dạ. Trời luôn á. Tụi con sẽ tài trợ cho con cho cô số tiền ha. Dạ. Thì trong nhóm anh em chúng con nãy cũng có nói rồi. Mặc dù con làm có nó yêu thương thiệt. Dạ, nhưng mà con cũng... Đồng Nai, ôi lưới nè. Làm cái mảng từ thiện đó là mảng từ thiện bên cái chương trình này thì nếu mong rằng cô bác nào thương thì ủng hộ cho cô ha thì trước mắt là cô Phùng Minh Thư sẽ giúp đỡ cho cô số tiền để cho cô về quê cho về quê về cô gọi hồi nãy thì cô nãy con nói với cô đó nói về đi chị ơi đừng có lên mạng nữa người ta chửi á nói ôi chờ dạ chở tôi về chỗ cậu Cương đi tôi về rồi mấy ông chở lại tôi nói thôi tôi về rồi tôi không lấy chồng nữa đâu tôi mắc cỡ quá chú hai chở tôi đi lấy chồng tìm chồng chở tôi đi đó hồi nãy chở đó dạ rồi cậu gọi đó thì cô thấy mình làm vậy kỳ lắm cô Minh Thư kêu chị về quê để cho tiền về quê rồi tôi mừng muốn chết luôn bởi vì tôi đi làm 5-6 ngày 7 ngày không có ai mướn mừng thôi được cũng được cũng muốn mình đó vì chơi im lại nói chuyện với cậu tắt đi thật cái ôi lạch thanh gì cho luôn anh cũng tức đấy tắt đi cái ôi lạch thanh nó cho mày cái đuổi em đấy cũng ôi lôi mình thanh thôi để người ta nói chuyện khỏi hoài gấp bẻ mặt điện thoại biết hết nè dạ thôi giờ thì cô ơi bình tĩnh đi cô bây giờ chuyện đâu thì còn có đó dạ. Bây giờ mình trở lại lúc ban đầu như là lúc mà cô còn ở dưới chưa có gia đình dạ chưa hen. Thì trong thời gian mà cô gặp chú Hai Phạm như là một những người bạn để dạ. Hữu hỷ cái lúc tuổi già thôi dạ. Nhưng mà nếu mà cảm thấy không hợp nhau
thì thôi mình đi về quê ổng mà ủng hộ phía mình nè, lấy quần áo một chỗ để vô cái gì nhà trọ nữa, không cho vô nhà luôn nè. Ông nói cắt điện, dâu ông đứt cắt điện hết rồi, mình cũng có đèn pin, mình thật tình mà nói có đèn pin ông ơi, ngủ tới sáng, ai ngờ đâu một giỏ để nữa, không cho vô nhà, không biết sao nữa. À, thôi vậy đi cô ơi, mình tạm thời mình gác lại cái chuyện đó đi, giờ dạ. Cô lớn tuổi rồi, cũng lớn tuổi rồi, thêm biết nữa cũng chẳng được gì đâu. Ở thôi giờ con mình về đi. Quê, ở với con cháu ha. Con đi, dạ. Về quê. Dạ thì cũng xin thưa đấy cô bác, thì đây là cái chương trình kết nối yêu thương này, là trước đây là không có kết nối cho của chú Hai Phạm với cô Mạnh, là hai người tự gặp nhau trên chương trình, rồi là chú Hai Phạm chở cô về quê về nhà, rồi trong vài bữa thì anh em mới mời chú Hai Phạm và đến nhà chú Hai Phạm, xong mới tổ chức đám cưới cho hai người, thì ở thời gian cũng khá dài đó cô ha. Dạ, 2 tháng mấy gần 3. Dạ. Bây giờ sao ông gì làm vậy không biết nữa, ông nghe lời cũng con. Cũng là khoảng 3 tháng hả? Dạ. Dạ. Thì giờ đầu mình lại hết chơi, không cho vô nhà luôn. Dạ, cuối cùng bây giờ chú hai là không muốn sống với cô nữa. Ừ, không có sống nữa. Mình đâu có biết đâu, ông kêu sao nói vậy. Chú viện lý do là chú đi làm. Ừ, đi theo chuồng ghe gì đó. Ở chuồng ghe ông không có theo. Mà lo cho cô được. Kêu cô đi tìm người khác. Đúng không? Ừ, đúng rồi đó, người đi cho đi. Đó là lại vô nói với cậu đó. Bà lên kết nối ông nào đi, gọi cậu Phương đó. Dạ 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 thì con biết rồi, nhưng mà thôi bây giờ về đi cô ơi. Dạ. Cái chuyện đó giờ mình gà khóc ông ơi, tôi đâu biết gì đâu. Dạ. Giờ bên đây con sẽ tạm thời giờ giúp cho cô số tiền ha. Dạ. Ngoài giúp số tiền cho cô đi xe về. Dạ. Tụi con sẽ giúp cho cô một số tiền cho cô ăn, cô ở tìm việc làm một thời gian. Dạ. Đó là một cái tháng gì đó. Thì được sự tài trợ của cô Phùng Minh Thư. Dạ. Thì số tiền là từ 1 triệu đổ lên tới 5 triệu. Dạ. Và từ 5 triệu đổ xuống tới 1 triệu. Thì con không nói rõ là cho bao nhiêu. Dạ. Để mất công người ta nghe, người ta sầm xì nữa ha. Dạ. Đặc biệt là cô giữ số tiền đó để cô đi xe về, rồi cô để dành để mình ăn uống hàng ngày. Dạ. Đi tìm việc làm nha cô. Dạ. Thì hồi nãy là con cũng nhắc lại là chương trình của con là chương trình Kết Nối Yêu Thương, là nhóm anh em, trong đó có Thanh Thu TV, Chiến Đồng Tháp, rồi Chiến An Giang, Lâm An Giang và Lan Hai Phố Thị. Thì tụi con là những người mang cái tình yêu thương đến cho tất cả mọi cô bác chị em. Nhưng mà trong cái trường hợp này là ngoài ý muốn của tụi con rồi, cho nên là cũng mong rằng cô bác xem được clip thông cảm bỏ qua ha. Thì con sẽ nhanh chóng đi rút tiền và cô ngồi đây nha, để cho anh em hỏi thăm cô ha. Để con xin phép con dừng đoạn clip đây để con đi tìm ông, con đi rút tiền cho cô ha. Còn lát gì con trao tiền cho con quay tiếp. Cô đón xe tôi đi Bạc Liêu hả? Dạ, về Bạc Liêu hả cô? Về Bạc Liêu. Dạ. Dạ. Chú Hai Phạm là chuẩn bị ba cái đồ sẵn rồi cho cô hết dân lại nhà trọ ngủ đâu, nhà ống đâu. Tôi ngủ nhà trọ đó. Dạ, hãy đồ ra cho ngoài nhà trọ cho cô. Dạ, nhà trọ mắm làm một keo đem lại luôn á, mắm ở trong cái gì đó, trong keo. Trời ơi, không dọc đâu, bây giờ tin lên mở cho coi luôn. Dạ. Không, tôi không tôi ngủ không được luôn mà không dám nói. Dạ, hồi tối vậy là chú ở nhà trọ. Ở nhà trọ. Chú Hai có ở đó không? Có, có, ông biết nhà trọ mà. Mình cô đâu có biết nhà trọ đâu. Lại đi tôi dám nói đâu, nó kêu dạy sao đó. Thôi dám ở trong mã mồ. Mình nói gì nói bây giờ ông đi làm đi, rồi tôi ở với bà bảy bà tám giờ ở đường lộ, nói ông đi làm đi, bà tư ngủ với tôi. Người bà ông không chịu cho ngủ nữa, ông nói ôi đi kết nối đi đó, mới trở lại nữa mà không dám nói. Rồi lên chụp hình vậy mặt gặp người ta muốn chết rồi, nói sao vào gặp ông Phạm này sao mà bà này ghiền chồng quá, đi kim chồng khác đó. Rồi cô Minh Thư gọi lời nói thôi về đi chị ơi, em cho tiền xe về thôi, ông ơi chở tôi về chỗ cậu Phương đấy, tôi về rồi tôi mặc cỡ quá, tôi ở với con tôi nghĩ ơi lên kết nối. Ta nói chào em gặp ông Phạm đi, sao bà này lên nữa, tại người ta bỏ mình ta đi tu. Ừ. Khổ quá trời luôn, người ta kêu nói sao nói theo. Dạ, là ông dặn ha. Ông dặn đó, ông nói theo ông đi, bà nói vậy là ta ghét bà. Mà ghét gì tôi đâu có biết gì đâu mà ghét, đi làm thành phố gì gọi kìa, mặn bò một keo đem lời cho tôi luôn. Dạ. Tôi nói không sao không ăn, ôi cho bà luôn. Đó tôi về Bạc Liêu. Ủa mà tự nhiên mấy triệu tôi mua nè, não cạo dừa tôi mua, thao mua chén mua đủ thứ hết á. Yeah. Ông có đâu có gì đâu, ăn vô là biết rồi, chén nồi. Yeah. Đâu có tôi mua nóc xe đáp bự nữa, tôi nói để nấu cháo nấu gì ăn để Tết, ai ngờ đâu vậy, tôi mua tiền tôi không đó. À,
Trời ơi, khổ quá trời, mắm bò tôi làm đó ông ăn, bây giờ ông đeo luôn ha, cô. Hả? Của cô đi Sài Gòn là mấy bị? Có một bị này với một bị kia, rồi một bị bự đó, ông đem lại quần áo treo với ổng đó, ông đem nhét lại cho ở nhà trọ luôn á, hồi tôi á. Ông nói đừng có nói ở nhà trọ, bây giờ ông đi mới dám nói. Rồi ổng kêu cô là đi lên kết nối lại. Lên kết nối đi, bà lên gần 3 ngày 4 ngày Phương không bỏ bà đâu, Quỳnh Tiến không bỏ bà đâu, ông chở đi đâu đi theo đó. Cô khóc không à. Trời ơi không được. Ủa mà nguyên nhân sao mà xảy ra vậy, cô ở bao lâu rồi cô? Thì làm gặp ông này gần 2-3 tháng rồi. Dạ. Rồi ổng bắt đầu con bích đó, con ổng ở Vũng Tàu kêu tu. Tu rồi chưa có tu nữa, ông đi nằm chỗ cái giường gì đó, giường chỗ cái chai mận chai gì đó, ông cứ nằm hoài tới chiều, ông làm buồn mặt buồn. Tôi nói ủa sao mà ông cứ nằm về tôi thì ông không có nói chuyện. Giờ bây giờ nè, nó ba hồi á thì ông nói là ông đi ghe. Đi ghe. Ba lúc sau á thì ông nói ông đi tu. Đó là hai thứ, không biết đi tu hay đi ghe mình không biết. Bây giờ con ổng nó còn ở đẳng kia, ở chỗ con mình nấu cháo ăn nhà đó đó. Tên gì là đang là muốn né tránh cô Mạnh. Lấy đầu lại cho luôn á. Nếu mà ông có đem đồ lại nhà trọ ra đó là cô xe đụng đi thì tới vậy mà khóc luôn á. Mà tiền xe không có, đi 5-6-7 ngày không có tiền xe gì. Chịu ông chở đi đâu theo ông đó mà không dám nói. Thôi cô ơi, bây giờ về nè. Bây giờ mình chịu có chồng mà để tìm hạnh phúc. Dạ. Mà khổ cực quá thì thôi đi cô ơi. Thôi giờ không biết sao bỏ thôi đi. Dạ. Dạ tôi biết khóc không thôi, bằng đêm ngủ không được luôn. Nhìn cô khóc ở bên kia người ta khóc theo kìa. Thằng để mở máy lại hả? Tôi sao phải có tiền tôi về rồi, ông chở tôi ra trọ tôi về rồi, tôi không có tiền xe gì. Ông nghe lời con ông, đầu kia thì tôi ở Vũng Tàu. Điện thoại không cho xài, tiền không cho xài, đàn bà ở theo đàn bà, tôi nói tôi không có tu đâu. Ông kết nối với tôi không phải là kết nối tu đâu. Ông nằm cho chỗ giường mặn nó, ông nằm chiều tối mà ông vô. Trời ơi. Đừng khóc cô ơi. Chú Hàng Phạm nó ông đi tu hả? Đi tu rồi đi gì đó, đi ghe chợ lúa nữa. Tu hai thứ đó. Ông đi kiếm bà khác thì có. Không biết đâu, cái đó tu ông kiếm đâu kiếm bà cho nên là không cho cô theo. Kiếm đâu kiếm đây tôi không có biết cái vụ đó nữa. Bây giờ vậy con. Dạ, hết trước khi con sẽ trao cùng với anh em trong nhóm là trao số tiền của Mạnh Thường Quân cho cô, thì con sẽ điện cho Mạnh Thường Quân để nói chuyện trực tiếp cho cô ha. Dạ. Alo. Không, tôi biết cái gì nói gì đâu. Alo, nghe không? Bây giờ cô Mạnh á, thì anh cũng đã rút số tiền rồi để trao cho cô Mạnh theo lời yêu cầu của Mạnh Thường Quân. Bây giờ em có muốn nói với cô Mạnh lời nói nào không? Nãy giờ đập to tùm lum chứ còn gì nữa. Nè. Tôi không biết nói gì nữa. Nè. Nói chuyện đi. Chào cô ơi. Tôi giờ biết khóc không nào, biết gì đâu. Người ta kêu nói sao nói theo người ta vậy. Nhà ta không cho vô, ta chở đồ lại một giỏ nè. Cô ơi, chở đi đâu đi, tôi kêu ông Tiến giới thiệu cho nữa. Dạ đi sống với con rồi, giờ lần này đi rồi mắc cỡ người ta muốn chết rồi. Cho nó người ta không biết, người ta nói ủa gặp ông này sao bây giờ gặp ông nào nữa. Ông chở nè, chở một bị đây nhà trọ ở mắm mà tôi làm một keo ông chở lại luôn. Con nói con nghe, bây giờ cô khóc cô suy nghĩ thì cô bệnh cô nằm đó ai lo cô. Một đêm ngủ không được luôn. Những cái giọt nước mắt này mình đừng có khóc cho đàn ông phí lắm. Dạ. Giờ em giờ về cho cậu Cương đón xe Bạc Liêu về, không có làm gì gì nữa. Con thì con có nhiều, con gửi cho cô ít để con trang trải gì thôi. Dạ. Thì sau này thì cảm ơn cô quá trời luôn cô ơi. Để nhờ Phương là thay thân cô. Dạ. Cái số điện thoại của cô đúng không? Dạ, số 16 đuôi á. Buổi sáng tôi có tiền tôi về rồi, ông chở tôi vô nhà trọ tôi không. Dạ, ông có đưa về. Tiền, ông có cho tiền gì về không? Cho 500. 500. Dạ, cho 500 nói ngay, ông cho 500 nói cho. Mua cơm cho một hộp kìa, cơm đâu không biết nữa, nó một hộp đó ông mua cho đó.
Dạ, không có nói đời lời từ biệt gì chứ hả? Không nói về khỏe hả? Nói vậy nói dạ. Tiễn đưa người tình mà người vợ mà có hộp cơm vậy hả? Có hộp cơm chứ cho 500. Dạ, cho 500. Tôi tin nói thôi để đi xài đi, tôi không lấy đâu, nói cho em lấy đi để tiền để ở cái gì nè, ở kết nối đang ăn. Về hồi nãy sợ đi nhận tiếng nữa, nên thôi tôi về rồi, tôi không lên nữa đâu, tôi mắc cỡ quá. Ông làm bỏ tôi vậy, ông đi tu, ông giờ ông đi chợ lúa nữa. Bây giờ tôi không có kết nữa đâu, tôi mắc cỡ quá. Ông nói tôi gặp tôi là một gì đó, một cái gì, một đời gì đó, tuổi già vậy đó. Yeah. Ừ, ông ta ăn tiền hết rồi, tôi đâu có gì đâu, tôi đi làm mướn nữa, người ta không mướn. Thì đúng ra cô Mạnh đây là một người rất là tội nghiệp. Từ ngày xưa chú Hai đó là bị người ta gạt tiền hết rồi. Rồi tôi đâu có gì đâu, tôi đi làm mướn, giờ tao mướn nữa. Nhưng mà cô Phạm, cái người gặp gỡ chú Hai Mạnh đó là một cái người không có đồng bạc nào hết. Không có gì hết, tôi lại được 3 triệu. Tôi mua xe, mua nội, cậu vô là không có gì hết luôn á. Cái này là nhờ cái cô Mạnh Thường Quân bên kênh của tôi không có gì. Tôi mua gối 2 cái, bây giờ gối lại rồi. Với chú Hai là rất là nhiều lần. Giờ không biết sao. Thì thôi bây giờ là cô ơi, con xin thay mặt cho anh em trong nhóm thì thấy cái hoàn cảnh của cô á, thì tụi con cũng trước đây cũng có tổ chức đám cưới cho cô. Dạ, cảm ơn quá trời luôn. Dạ, và cũng dùng số tiền của Mạnh Thường Quân đó để gửi cho cô chú trong ngày cưới, rồi thăm hỏi trong những lúc mà hai người khó khăn, và trong dịp Tết này cũng đã gửi tặng cho cô rồi. Nhưng mà hôm nay cái câu chuyện nó xảy ra ngoài ý muốn của tụi con, cho nên mà mong rằng các cô bác xem kênh cũng như cô thông cảm ha. Thì con sẽ hỗ trợ cho cô theo lời yêu cầu của Mạnh Thường Quân, số tiền là 3 triệu đồng ha. Dạ. Thứ nhất là cho cô tiền về xe. Dạ. Còn lại thì cô giữ lại để cô tiêu dùng trong những ngày tới. Dạ. Đưa tiền việc làm cho cô ha. Dạ. Thôi, nghĩ thì, lên rồi cô, cho cô nha. Tôi cũng không biết đường dạ. Gì đây là 3 dạ. Triệu cái gì đây. Đây dạ. Hoa để con đưa cho dạ. Anh em trong dạ, dạ. Cộng đồng mạng xem ha. À, dạ. Rồi. À, cô cầm 3 triệu cô nha. Cô Bình Thư nãy phải không? Dạ cô cầm đi, cô cầm dạ. Đi. Dạ cô cầm vậy đó ha. Rồi, dạ. Dạ. Bây giờ cô cảm ơn cô để xuống dưới đừng để phạt. Để cao cao vậy nè cô. Để cao vậy dạ. À đó. Dạ. Rồi. Được rồi cô. Dạ. Rồi. Cô cảm ơn cô Phụng Bình Thư con dạ. Ha. Tôi cảm ơn cô Bình Thư. Dạ. Tiền từ ngoại cô ơi, tôi khổ mà tôi khó kết nối mà không có vừa người ta sao không biết. Thôi đừng buồn cô ơi. Quần áo người ta đem lại cho, người ta hỏi lấy đủ chưa, ông nó lấy cho hết trơn rồi. Rồi. Không cho đi tới nhà nữa nè. Rồi cô cắt đi cô, cô cắt tiền đi cô. Cảm ơn cô quá cô ơi. Thì 3 triệu này nó không lớn nha cô. Dạ. Nhưng mà đó là cả một tấm lòng yêu thương. Dạ, con lòng yêu thương mà tôi dạ, có tiền cũng mong rằng các cô bác xem kênh. Đi 7-8 ngày mà tao không bướng đó. Dạ, ủng hộ giúp đỡ cho mình như vậy. Ăn hết dân. Còn những cái chuyện lùm xùm vừa qua của anh Dũng thì quý vị á hãy bình tâm mà suy nghĩ lại. Thanh Phương không bao giờ đem cái chuyện xấu người ta lên mạng đâu. Còn có những một số người giả danh giả nghĩa nhưng mà luôn môi móc cái chuyện xấu người ta để là đưa lên mạng. Thì mong rằng các bạn quý công chúa chị em hãy bình tâm mà suy nghĩ lại những việc làm của mình có đúng hay là sai. Xin mời quý vị cùng theo dõi và hãy làm một cái tòa án lương tâm để phán xét cái công việc của Thanh Phương làm cùng với nhóm anh em. Nếu mình làm sai thì trong 16 anh em không bao giờ đi theo mình. Đó là cái chuyện mà tất cả quý vị thấy trước mắt. Rồi xin chào bà con cô bác. Rồi, chào cô ha. Chào. Tôi vừa biết nói gì ông đi mới dám nói.